Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha R6 nâng cấp theo cái bài bản phong cách xe đua Yamaha E1. Cái chiếc Yamaha R6 là một cái chú ngựa hoang hay được cộng đồng trong phân khối lớn nhắc đến. Sống trên bên vốt chén ngạo nghễ đi cùng với sức mạnh hàng đầu phân khúc 600 khối hiện nay. Và thường được ứng dụng cho những cái cuộc đua quốc tế. Đến với cái chiếc R6 trong clip hôm nay, nó được hóa trang thành một cái phong cách mạnh mẽ thay một thiết kế thể thao từ người đàn anh lớn Yamaha E1 ở cấp độ MotoGP. Cái chiếc Yamaha R6 sở cho mình ngoại thất tùy chỉnh phong cách đường đua với màu sắc xanh tem vàng đặc trưng mang nút số hiệu số 9 trên cái đỉnh đầu. Các chi tiết không quan trọng như hệ thống đèn, gương hậu, chắn bụi vân được loại bỏ hoàn toàn nhằm giảm diện tích trọng lượng thân xe một cách triệt để. Phần đầu em ấy đáng chú hơn với những khe hút gió trung tâm, nhìn thấu qua rất giống với người đàn anh E1. Đây là hệ thống Ram Air giúp đẩy luồng không khí nhiệt độ thấp qua buồng đốt nhằm xúc tác quá trình đánh lửa và tăng hiệu quả trong hoạt động. Ngoài hệ thống điều khiển cũng được trang bị phần tay phanh, tay con, đồ chơi, chống gãy, công tắc được cơ bài. Vị trí ngồi lái cũng được sử dụng cái yên solo chuyên dụng dành cho đường đua. Với cái lớp nút cũng rất mỏng và tinh tế. Phần yên phụ được thay bằng cái ốc đuôi solo. Hệ thống phanh được giữ nguyên thiết kế tùy chỉnh nhưng tạo một cái sắc thái bật hơn với cái bộ điểm kép đồ chơi hai màu xanh và đỏ ở trước. Để giao heo chu kỳ, cái gam màu sắc hiệu quả dùng cũng rất tốt hơn. Nâng cấp hệ thống treo sau Harlin TX với độ tăng chỉnh im máy tuyệt đối và chuyên nghiệp. Cuối cùng là vị trí để chân cũng được thay đổi cái dàn số gãy CNC thể thao chuyên nghiệp hơn, sử dụng thương hiệu ống xả Anubis nhằm phát huy được cái giới hạn cái công sức của bản đồ hôm nay trên đường đua. Xpander 1/10 có bản nâng cấp bắt mắt đầy ấn tượng để tạo ra cái sự khác biệt và đem đến một cái vẻ ngoài ấn tượng hơn cho con chiến mã Xpander 1/10 của mình. Một biker trẻ ở Việt Nam đã trang bị rất nhiều đồ chơi cực chất tạo một diện mạo cho chiếc xe thêm chút mới mẻ hơn. Khác với mình phong cách tem rơm đầy ấn tượng trên cái nền áo đen huyền bí, đi cùng đó là dàn đồ chơi CNC đầy cứng cáp. Các bạn cùng chúng tôi xem qua cái bản đồ mình dưới đây nhé. Dàn đầu xe bắt mắt với bao tay kiểu, cụm đèn bắt cú đầy ấn tượng. Và ở đây nghệ thuật hơn với cái dàn tem rơm. Dàn đồ chơi ở cánh trái gồm có cần số CNC kiểu Prisma, mang cá CNC, chống đổ CNC, kẹt tẹt Raceboy, nắp Mitity. Dàn chân nâng cấp chế mầm Kuni đầy hầm hổ, cổ bô inox và cái bô độ đầy mạnh mẽ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và chi tiết nhớ like và subscribe.